Vâng, chào anh chị Quý Hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại Toàn Trung Ô tô Gia Lai. Hôm nay em Toàn quay review giới thiệu cho anh chị một dòng sản phẩm mới bên em mới về. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 9 tháng 2 2022 anh chị nha. Con này là con VinFast Fadil 219. Bản đây là bản Premium anh chị, là coi như là cái bản cao cấp nhất của Fadil. Fadil nó có 3 bản. Bản Bay, bản nâng cao và bản Premium. Còn cái này là Premium nha anh chị. Premium rất là ít trên thị trường tại vì giá nó quá cao, nó thật sự quá cao trong phân khúc. Cái này mới nó tới lăn quanh, nếu mà lăn bánh ngày xưa thì đắt, mà sau này á thì nó 440 mấy là chưa thuế nha anh chị, thuế nữa xong xuôi được giảm thuế nữa thì em nghĩ tầm 470-480 là lăn bánh, chưa tính tiền đồ chơi và phụ kiện nha. Tiếp theo nữa là nếu mà biển Sài Gòn thì anh chị mất tầm 20 triệu nữa. Nên anh chị nào ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh mua con xe này, xe này tên cá nhân nha, sang tên hoặc là chuyển vùng, ở những cái thành phố hay như thành phố em nói là đều đỡ được 20 triệu tiền thuế, tiền biển số. Tổng thành cái ngoại thất của con xe này á là gần như là nguyên bản anh chị, mới có mười mấy ngàn cây thôi. Xe này mới có 17 ngàn cây thôi anh chị ạ. Fadil này máy 1.4. Máy 1.4 chạy rất là nhẹ nhàng và bốc. Được cái thân xác của VinFast rất là dày. Rất là dày nha anh chị, rất là dày và chắc. Gần như là em đánh giá là tôn và động cơ vượt trội trong phân khúc. Trong phân khúc là không có xe nào mà sánh kịp hết về cái độ dày của tôn, và máy 1.4 là gần như là không có anh chị nha. Cái dòng xe này á rất là phù hợp cho anh chị nào đi gia đình trong phố, tiện dụng gọn gàng, nhưng mà cho chúng ta cái trải nghiệm cực kỳ an toàn, cực kỳ an toàn anh chị. Cái xe này em bán với giá tiền là 365 triệu anh chị, 365 triệu, bao rút hồ sơ. Hoặc anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì em có thể ký ủy quyền cho anh chị, ký giấy bán chứ. Cái xe này thì yêu cầu chủ xe là bắt buộc là phải sang tên, không cho đứng ủy quyền để mà chạy nha. Nếu mà đứng ủy quyền thì bữa em đã bán trong Sài Gòn rồi. Sài Gòn người ta chủ xe rất là thích đi ký ủy quyền, nhưng mà chủ xe này không cho. Với lại quy định của công ty em vậy, cũng không muốn khách cầm ủy quyền đi, muốn là họ sang tên cho nó trọn vẹn, xử lý cho nó gọn. Chứ nhiều lúc ủy quyền ở đâu nó cũng phức tạp anh chị, nó thật nó là phức tạp. Tuy là luật pháp cho phép á, nhưng cái đó là mình lách luật. Lỡ có một vướng mắc gì đó về tên của chủ xe á, hoặc là vướng mắc gì chủ xe á, là cái xe này vẫn không sang tên được nha. Chứ anh chị đừng nghĩ là ủy quyền là tốt nha. Ủy quyền anh chị đi vậy chứ chủ xe mà nợ nần hay gì đó, có cái đơn kiện một phát là anh chị có được ủy quyền. Ủy quyền là ủy quyền sử dụng thôi. Có thể thay chủ xe ký mua bán, nhưng mà trong đó mình chưa kịp ký mà chủ xe có vấn đề gì về pháp lý, họ gửi cái đơn lên là anh chị vẫn không sang tên được đâu nha. Nên là em khuyên luôn, không đáng gì đó, không đáng gì lách luật đâu, có 10-20 triệu mà tối ngủ không yên giấc nha. Họ kêu vậy. Cái tài sản mình bỏ ra thì cố gắng mình đứng tên sở hữu luôn. Đó là cái lời khuyên chân thành của em. Về cái vẻ bề ngoài á thì cái bản nâng cao và cái bản Freedom nó không khác, nó chỉ khác cái đèn thôi, mâm miết như nhau. Nó chỉ khác với nhau là cái đèn đó và cái điều hòa nó là điều hòa thông minh. Xe này là rin nguyên bản hết nha anh chị. Keo chị mọi thứ là rin bản nguyên bản hết. Cái này thì em toàn bao cho anh chị. Bao cho anh chị là rin hết toàn bộ, keo chỉ sơn si gần như rất là rin. Đây được cái lên cái màn hình rất là xịn rồi, và cam 360 luôn rồi nha anh chị. Anh chị mua được xe cũ mà gặp chủ xe chịu chơi á thì đỡ rất là nhiều. Lên màn hình nè. Thảm 5D hay là 6D, 7D gì nữa đây. Đó, thảm đây nữa. Và chủ xe cũng cách âm nè. Anh chị nhìn nè, cách âm. Cái này em biết được là do nhìn cái này, chứ còn thực tế chủ xe cũng không nói. Giờ mới phát hiện là xe này có cách âm, tại vì anh thợ anh làm quá kém, quá mất thẩm mỹ. Anh chơi lò rồi, anh dán lò ra luôn, chắc cách âm hết xe rồi. Chủ khá kỹ đấy. Xe này tính ra lăn bánh và đồ chơi như vậy thì em đoán là phải hơn 500. Đó, anh chị mua được 365 là hợp lý anh chị ạ. Hợp lý anh chị nha. Đó, điều hòa auto này, điều hòa auto. Có nhiều anh chị hỏi là chương trình đầu xuân lì xì 10 triệu thì xe này có được lì xì không? Thì cái này là hết xuân rồi anh chị. Cái đó là chương trình đầu năm cho những khách hàng may mắn khi
may mắn tới ủng hộ Toàn Trung, và những khách hàng đó đã được nhận các gói lì xì và cái đó là cái tri ân của Toàn Trung. Còn hiện tại xe đây tụi em đang bán với nguyên giá 365, có bớt lưu trữ nha anh chị, chứ không phải là lì xì 10 triệu như ngày mùng 8 âm lịch nữa anh chị nha. Thì đó, để anh chị nắm dễ tương tác. Đó, xe này tuy đời 29 thôi nhưng mà chất lượng chắc chắn sẽ là chất lượng của nhiều cái xe 220 không bằng nha. Nhiều chiếc 20 đi nhiều cây số ít đồ chơi hơn nữa cũng không bằng. Thì em cũng phân tích kỹ luôn cho anh chị. Nếu anh chị mua cái bảng bay là cái bảng thấp nhất của cái xe này thì chắc chắn về cái phần máy móc hoặc là về phần cảm giác lái nó sẽ không khác gì với cái bảng Phantom này. Nó chỉ cho hơn chúng ta một cái option thôi và cái tên gọi một xíu thôi, hạnh diện một xíu thôi, là chúng ta đi một cái xe nó mắc nhất thôi của cái dòng sản phẩm này thôi. Nhưng còn thực tế là nó chẳng khác gì hết. Là bảng thấp nhất mà mười mấy cây số mà đồ chơi như vậy á, thì em bán, nói thật sự em bán cho anh chị cũng phải tầm giá 33, 34. Thì xe này 365 nó hơn nhau có 20 triệu thôi. Hơn nhau có 20 triệu mà chúng ta được rất là nhiều option. Và cái nữa là được cái tên gọi, và sau này đổi đời lên đời nó cũng dễ hơn. Chứ còn mà xe mới thì nó chênh mới nhiều. Xe mới con này Phantom với cái bảng bay á, bảng bay nó có 300 mấy thôi. Còn bảng này tới 400 mấy, nó chênh rất là nhiều. Nhưng bán lại thì em cố gắng em giữ cái giá cho nó hợp lý nhất cho đôi bên. Sau này để anh chị còn lên đời đổi đời với em Toàn cũng dễ làm việc với nhau nữa. Chứ còn em không có muốn bán cao cho anh chị đâu. Nên anh chị yên tâm. Giá mà cảm giác đọc vô thấy cao nhưng mà tham khảo kỹ là không cao anh chị nha. Nên cái xe này anh chị cố gắng tham khảo kỹ và ủng hộ em Toàn. Cái con này là một trong những cái dòng xe mà bán chạy nhất của VinFast. Lý do tại sao? Tại vì nó quá hoàn thiện. Nó không phải là một con xe mà mới khởi đầu của Vin đưa ra thị trường. Thứ nhất là tìm hiểu thị trường, thứ hai thăm dò khách hàng, thứ ba là cũng cải thiện chất lượng theo từng cái không có sản phẩm nào đưa ra là mà mới lần đầu mà hoàn hảo hết được. Tuy là mấy cái lít A mấy cái đồ em thấy cũng rất là tỉ mỉ, nhưng mà những cái đời sau này nữa em nghĩ nó sẽ hơn. Nhưng mà rất tiếc là VinFast ngưng sản xuất máy xăng rồi, chuyển qua xe điện rồi. Còn riêng con này thì anh chị yên tâm, con này là tiền thân của nó là Chevrolet Spark đó anh chị. Chevrolet Spark thì sau những cái lần cải tiến càng ngày càng cải tiến thì nó ra một cái model mới nhất hiện tại của dòng Chevrolet, dòng cỡ nhỏ. Tùy thị trường, có thị trường gọi là Spark, có thị trường gọi là cái xe gì vậy? Em cũng quên tên rồi, khó đọc quá. Thì Vin họ mua công nghệ, mua bản quyền và gắn cái thương hiệu lên, nên là anh chị thấy xe này không có lỗi trên thị trường luôn á. Thấy bán ra bao nhiêu triệu chiếc mà anh chị thấy đâu có ai mà phản hồi xe này lỗi hay gì, mà toàn là cái tiếng thơm thôi. Ngon quá, chất lượng quá, và Vin hỗ trợ giá nó cũng tốt quá, chương trình chính sách bảo hành ở đồ thì nó cũng ok quá. Đó, anh chị phải lưu ý nha. Nhiều anh chị cứ sợ là cái Vin này mới mà mình mua lần đầu thì mình gặp rủi ro. Nhưng mà cũng chia sẻ luôn với anh chị là chắc chắn sẽ không rủi ro so với con Phantom này. Chắc chắn một điều, Phantom này sẽ không có rủi ro, tại vì nó đã qua quá nhiều cái đời, cái dòng đời đã cải tiến. Anh chị thấy nè, tập đoàn GM hết này, anh chị tìm hiểu kỹ anh chị sẽ biết là cái xe này nguyên một cái xe của Chevrolet, chỉ có thay đổi cái logo thôi anh chị ạ. Thay đổi logo thôi, và Vin họ hỗ trợ giá mọi thứ để họ cải tiến cái thương hiệu, họ nâng cao, với đẩy mạnh cái thương hiệu họ lên. Cái xe này gần như là anh chị thấy Vin họ đâu có thử nghiệm hoặc là trải nghiệm hay là cái gì đâu, đúng không? Cái lút SA hay lút A lúc mà mới về Việt Nam có chạy thử, có này nọ trên tất cả cung đường, có build lại hộp số rồi các kỹ sư ra build lại hết, chứ còn riêng xe này anh chị đâu thấy đâu, đâu thấy đâu, thấy ra là bán luôn. Nên là tại vì cái xe này họ, xe này dành cho, thì xe này là tập đoàn GM họ đã vận hành trải nghiệm và thay đổi rất là phù hợp với tất cả những điều kiện khí hậu cung đường của tất cả xe này. Xe gọi là xe toàn cầu rồi anh chị, nên là gần như là ổn định, cực kỳ ổn định, cực kỳ ổn định nha anh chị. Và anh chị nói luôn với anh chị là
Anh chị nghe nói Vin họ sẽ ngưng sản xuất xe xăng thì sợ những cái xe này phụ tùng mọi thứ sao, thì họ luôn luôn, anh chị yên tâm, luôn luôn Vin họ làm ra cái thương hiệu này và họ tiến tới là họ nâng cao hơn bằng cái xe điện. Cái mục tiêu họ bằng cái xe điện thì chắc chắn họ phải muốn lấy lòng khách hàng, thì họ có trách nhiệm với khách hàng, giống như em vậy, kinh doanh vậy, kinh doanh là kinh doanh, nhưng mà luôn luôn đặt cái quyền lợi và cái bảo vệ thương hiệu lên hàng đầu. Nên là có rất là câu chuyện là Vin họ không có làm đại trà, không có làm xô bồ, hoặc họ không có làm mất lòng khách hàng nhiều, không làm mất lòng khách hàng, luôn luôn cầu thị. Thì bên em cũng vậy, cũng là như vậy, không có làm gọi là lợi dụng cái lòng tin yêu của anh chị rồi làm lung tung. Thì cái xe xăng này họ ngưng sản xuất nha anh chị, ngưng sản xuất không phải vì lý do nó dởm quá hay vì lý do nó bán chậm quá hoặc là vì lý do ABC gì đó, mà nó phải ngưng, mà ngưng để họ phát triển qua một cái mạng mới hơn. Và nếu mà ngưng do cái xe nó lỗi quá hoặc sản phẩm kém quá, bán chậm quá, thì cái xe này nó sẽ mất giá cực kỳ nhiều. Nó thật sự em cũng không dám review đâu, nhưng mà cái xe này quá tốt quá ngon thì em chắc chắn một điều anh chị, riêng xe nào cho xe này mà ngưng là nó sẽ tăng giá, nó không có mất giá, không những không mất giá mà nó sẽ tăng giá. Không phải điều này, nó sẽ tăng giá anh chị ạ, anh chị cứ để nó rồi xem, nó sẽ tăng giá tại vì xe nó quá ngon. Nó đã ngưng thì thị trường nhu cầu họ chạy rồi, họ biết rồi, họ cần mà không có thì bắt đầu cung cấp không có, là nhu cầu khách hàng cao thì nó sẽ tăng đó. Nếu mà xe này mà ngưng sản xuất là em sẽ ôm hàng đó. Nó thật ngưng luôn là không sản xuất, hiện giờ nó vẫn đang sản xuất anh chị, lộ trình là cuối năm nay nó sẽ ngưng, nó chuyển qua xe điện, tập trung hết chất xám, hết toàn bộ nhân lực qua xe điện. Nhưng mà chắc chắn một điều, khi nào gần ngưng thì em sẽ ôm hàng này. Tại vì em chạy, em trải nghiệm rồi, người thân người nhà em cũng đang xài xe này. Thì nó hơi dài dòng xíu, anh chị nào mà thích nghe thì lắng nghe giùm em, còn không thích thì có thể bỏ qua hoặc tua đi. Cái đó mỗi kênh nó có một cái hay riêng. Anh chị nào thích gọn gàng và thích báo giá về xe kia thì anh chị có thể xem cái kênh khác hoặc là xem khúc đầu thôi. Khúc cuối đây thì em chỉ dành cho những khách hàng nào họ cùng cái sở thích với em, cùng cái trải nghiệm và chia sẻ cái tâm sự của em thì mình đến với nhau thôi nha. Nên là cái đó là quyền cá nhân của em, nên là đừng có để lại những cái bình luận mà nó rất là khó nghe anh chị nha. Kênh đây là kênh nếu mà không phù hợp thì cũng không dành cho anh chị đó, em nói luôn. Chứ còn em không thay đổi cái cách review, họ cách tư vấn, cách bán hàng theo sở thích của từng người, đó là cái bản chất của em thích làm những điều mà em cảm thấy thoải mái. Còn xe này em nhắc luôn lại lần nữa là em bán là 365 nha anh chị, có thể bớt lọc lá cho anh chị xíu, một xíu đỉnh, chứ không phải như chương trình đầu năm là nó còn có 355 anh chị ạ. Con này 365 thì anh chị nào ở xa muốn vận chuyển thì có thể cộng thêm phụ phí, tụi em sẽ mang đi vận chuyển. Thì bên em không cần nhiều của anh chị là anh chị phải đặt cọc 10 triệu, 20 triệu hoặc là 50%, 70%, đặt cọc 50 hoặc 70% giá trị xe, mà chỉ cần đặt cọc 10-20 triệu là tụi em có thể mang xe tới cho anh chị xem nếu anh chị không đi được anh chị nha. Bất kỳ tỉnh thành nào, thỏa thuận về giá xong, thỏa thuận về chi phí xong, các chương trình rút hồ sơ đăng ký biển số bao nhiêu tiền, thoải mái hết sức có thể là tụi em sẽ lên được. Nên anh chị cố gắng không vội vàng gì anh chị nha, cứ bình tĩnh nói ra những cái gì mình mong muốn và tụi em sẽ cố gắng giải đáp hết tất cả mọi thứ, thoải mái là lên đường đến với nhau. Còn đây là những cái xe còn lại tại cửa hàng. Ngày đây thì em bán Rondo rồi, i10 em cũng bán cho anh khách ở Nha Trang rồi. Hiện tại còn mấy xe này thôi anh chị. Đó, còn mấy xe trên đây thì em có video báo giá tổng hợp của đợt trước rồi. Anh chị cần xe nào nữa thì em quay cho nha. Santa Fe em cũng bán rồi, Santa Fe đây em bán 950. Bản đây là bản máy xăng anh chị nha, Platinum máy xăng 2.4 em bán rồi, form mới. Hai xe này xe em chơi, em không có bán. Em cần mua rất là nhiều xe đẹp lướt trên thị trường. Anh chị nào có muốn bán bất kỳ nơi đâu, tỉnh thành nào, xa xôi ra làm sao, cứ cho em hình, thông tin cụ thể và giá anh chị mong muốn, hoặc là anh chị không thích thì đưa em định giá cho.
theo số điện thoại 0979 nha anh chị, 325679. Còn chị không điện được số đó thì 0922 325 679. Tất cả số điện thoại em đều để phần dưới phần mô tả, hoặc là để dưới chỗ bình luận, em ghim lên chỗ bình luận á. Anh chị có thể điện không được số này điện số kia, tại vì cái lượng thông tin của em là khách hàng điện trao đổi trên nói chung là rất là nhiều, nên là nhiều lúc không bắt máy kịp hoặc là trả lời anh chị không kịp thời, thì anh chị có thể nhắc giùm em, thông cảm giùm em nha. Em cũng rất là mong muốn phục vụ tất cả anh chị quý khách hàng. Và anh chị nào có xe cũ nha, em dặn luôn, có xe cũ mà của người thân người quen mà mình biết được, ngồi uống cà phê hay đâu đó nghe được, thì cố gắng hỏi kỹ, bám sát thông tin và cho em thông tin cụ thể số điện thoại. Em mua được em sẽ gửi hoa hồng từ 2-5 triệu nha anh chị, bất kể tỉnh thành nào. Thì mong muốn cái này là cái chương trình rất là hay, tích cực cho cả hai bạn, anh chị cũng bán được xe giá tốt và anh chị cũng có được cà phê, em cũng có được xe em phục vụ khách hàng. Nhưng mà lưu ý là xe có sao nói vậy giùm em, tại vì ở xa nên là nhiều lúc mua qua anh em bạn bè hoặc là nhờ lái đi á, thì nó dễ mua từ xa, mà anh chị nhiều lúc cũng vô tình không biết. Nhưng mà thôi cũng được, cái đó chấp nhận, kinh doanh thì chấp nhận. Ăn cứ đi du lịch biết anh chị. Đi tới nơi xe lỗi hay này nọ, nhiều lúc khách cũng không biết, có người giới thiệu họ cũng không biết. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp anh chị tại Toàn Trung Gia Lai. Yeah.